Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha Video này mình chia sẻ cho anh em cách tắt trạng thái thông báo hoạt động trên Facebook Giống như anh em đang thấy Những cái chấm tròn xanh ở đây nè Và tắt trạng thái thông báo đang hoạt động trên Messenger luôn Giống như anh em đang thấy Rồi, bây giờ mình bắt đầu nghe anh em Trước tiên thì mình sẽ chia sẻ cách tắt trạng thái hoạt động trên Facebook anh em bắt đầu mở Facebook lên anh em chọn vào cái chỗ ba gạch. Tiếp tục chọn cài đặt và quyền riêng tư. Chọn cài đặt. Ở trong cái mục cài đặt này thì anh em tìm cho mình đến cái phần trạng thái hoạt động. Chỗ hiển thị khi bạn hoạt động anh em chọn tắt tiếp tục anh em nhấn vào chữ tắt vậy là xong anh em rất là đơn giản bây giờ anh em bắt đầu vào cái ứng dụng messenger để mình tắt cái trạng thái hoạt động trên messenger nghe anh em bây giờ anh em chọn vào biểu tượng trang cá nhân của anh em tiếp tục anh em chọn vào cái chỗ trạng thái hoạt động chỗ hiển thị khi bạn hoạt động anh em chọn tắt tiếp tục nhấn vào chữ tắt vậy là xong rất là đơn giản luôn nha anh em anh em lưu ý là khi anh em tắt trạng thái thông báo này thì khi anh em online bạn bè của anh em sẽ không biết được và ngược lại những ai đang online hoặc là offline anh em cũng không có nhận biết được luôn vừa rồi thì mình chia sẻ cho anh em cách tắt trạng thái thông báo đang hoạt động trên Facebook và trên Messenger luôn mình dừng lại nội dung ở đây nha anh em nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like một đăng ký để ủng hộ mình hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp xin chào